Xin chào cả nhà. Hôm nay chiều nay mình đi dạo. Bây giờ là 17 giờ chiều. Trời mùa đông. Màu tối. Tăng tầm nên buổi chiều cũng xe cộ cũng hơi đông. Mức độ người ta hiện giờ có khoảng 1 độ C. Tức gió. Tức lạnh, cái độ lạnh tức. Này Khâu leader. Người Đức đi chợ chiều họ mua bánh mì bánh đồ. Người già đãi xe đi chợ. Hello. Học sinh đi học và về chờ xe bus. Ở chỗ này họ bán cây thông để mua về làm cây thông trong nhà. Năm nào cũng có, mùa này họ cũng để chỗ này bán thông. Cây thông rất đẹp. Cái lồng hay lồng để bó cây thông phải đun vào bó gọn lại. Cái chợ Khâu leader này mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày các bạn. Đây là cái tiệm DN, tiệm của Thỏ. Bán DN cây bắp. Cái hình gà quay thôi. Trông nó rất là hấp dẫn, ngon hơn. Buổi chiều tan tầm là xe cộ ra vào thành phố nhộn nhịp. Mùa đông cây cối trơ trụi rồi.